Em xin kính chào toàn thể các bác, cô chú, anh chị yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay lên video chia sẻ tới các bác một số mặt hàng lan rừng thuần tại Lai Châu cho anh em các bác nhé. Xin được trân trọng kính mời các bác, cô chú, anh chị vào theo dõi video và mua lan ủng hộ nhà em. Đầu tiên lên với các bác một số giò hạc vĩ nhá. Hạc vĩ lá mít luôn các bác này. Bản lá mít rất là đẹp. Đây là ghép nguyên bản này. Nguyên bản. Đây là một giò hạc vĩ nguyên bản các bác nhé. Hạc vĩ nguyên bản có 3 thân cho hoa trong mùa hoa tới này. Đấy. Và mấy thân nhỏ ở trên nữa. 180.000 đồng cho mã số 1 ạ. 180.000 đồng cho mã số 1 hạc vĩ lá mít các bác nhá. Em qua mã tiếp theo. Đây là hạc vĩ thường. Mã số 2 250.000 đồng. Đấy. Và được ghép ở trên hai cục gỗ này các bác nhá. Hình cũng nguyên bản sao nhỉ? Nguyên bản. Càng nguyên bản đấy các bác ạ. Cái gỗ của nó chỗ này nó hơi mục một tí rồi này. 250.000 đồng cho mã số 2. Đấy, các bác có một giò hạc vĩ to luôn, được ghép bởi hai giò như này các bác nhá. Đó là hai giò ghép vào làm một đấy ạ. 250.000 đồng cho mã số 2. Em qua mã tiếp theo là hạc vĩ mã số 3, 450.000 đồng. Hạc vĩ này thì có rất là nhiều thân luôn, các bác có thể quan sát thấy là thân nó ra rất là đều đẹp như thế này. Đấy, rất là khỏe các bác nhá. 450.000 đồng cho mã số 3. Đấy, che kín cả người em luôn, xum xuê luôn, phải đến hơn chục thân nhỉ. Rất là nhiều các bác nhá. Mã số 3 450.000 đồng. Bác nào chưa có hạc vĩ thì các bác chốt vài giò ủng hộ nhà em này. Hôm nay nhà em đây này, tiếp theo là một giò hạc vĩ lá mít cho các bác này. Cũng nhiều kiến quá. 650.000 đồng cho mã số 4 các bác nhá. 650.000 đồng cho mã số 4 này. Anh người ta đỡ hộ em đây, nhiều kiến quá. Ôi trời ơi. Thật thú tha. Mã tiếp theo là hạc vĩ lá mít mã số 5 có giá là 550.000 đồng. Đấy. Lá rất là đẹp các bác nhá. Điện thoại hơi cao nên phải dơ cao cho các bác. Đấy, hạc vĩ lá mít các bác nhá, thân dài khoảng tầm 6-7 cm này. 550.000 đồng cho mã số 5. Đấy, các xong này hỗ trợ đi đấy các. Tiếp theo là một hạc vĩ mã số 6 có giá là 300.000 đồng các bác nhá. Mã số 6 có giá là 300.000 đồng. Đấy. Hạc vĩ này có rất là nhiều khóm luôn. Đấy, hoa thì rất là sai, hoa rất là đẹp các bác nhá. Sau này đang có nhiều kỳ ở phía dưới này. Các bác có thể cắt kỳ ra ghép nguyên này. Bản đấy. Đây là hạc vĩ nguyên bản các bác nhá. Mã số 6 chỉ có giá là 300.000 đồng. Em mời các bác tới một giò kiều vàng mã số 8 có giá là 220.000 đồng. Đấy, toàn thân cao đẹp các bác nhá. Kiều vàng thuần trên mảng dớn này. 220.000 đồng cho mã số 8. Rất là rẻ cho một giò lan này. Đấy, mã số 8 chỉ có 220.000 đồng thôi. Vẫn là kiều vàng. Mã số 9 giò này thì có nhiều thân to hơn các bác nhá. 320.000 đồng. Đấy. Kiều vàng rừng thuần các bác nhá, kiều vàng Lai Châu thuần rất là lâu rồi, các bác phải quan sát thì giá thể. Giá thể là bảng dớn và rêu phong phủ kín mọc rất là nhiều như thế này. Mã số 9 có giá là 320.000 đồng. Đấy, toàn thân cho hoa thôi. Kiều dẹt mã số 10. Mã số 10 kiều dẹt có giá là 500.000 đồng. Đấy, hoa lan kiều dẹt các bác nhá. Kiều dẹt này, hàng hiếm các bác, cũng không có nhiều các bác nhá. Hoa lan kiều dẹt mã số 10 có giá là 500.000 đồng. Ôi trời ơi. Hôm qua mã tiếp theo. Đấy, để chuyển sang bên này cho đại cao đỡ hộ này. Kiều vuông mã số 27. Mã số 27 chia sẻ với các bác là 220.000 đồng các bác nhá. Đây là kiều vuông. Mã số 27 này có một số lá bị cháy nắng này. Mã số 27 có giá là 220.000 đồng. Được thuần ở trên một cái chậu nhựa như này. Đấy, bán rẻ cho các bác này. Các bác mua lan các bác nhớ nhà em này. Tiếp theo là một chậu kiều tím yên tử nhá. Mã không số có giá là 350.000 đồng. Đấy. Được ghép bởi được thuần bởi một nguyên một dề các bác nhá. Kiều tím yên tử 350.000 đồng cho mã không số này. Đấy, bác nào chưa có kiều tím các bác sưu tầm hộ nhà em này. Qua mã tiếp theo là một giò kiều vuông. Kiều vuông rừng. Vâng, đây là kiều vuông rừng các bác nhá. Kiều vuông rừng thuần trong dớn và trong một cái rổ nhựa như này. 250.000 đồng cho mã số 11. Đấy. 250.000 đồng thôi ạ. Các bác có một mã kiều vuông như này các bác nhá. Đây là kiều vuông rừng mã số 11. Rẻ các bác ạ, 250.000 đồng. Các bác được hẳn một giò kiều vuông rừng thuần. Nhạn Mitsu. Đây là một chậu nhạn Mitsu. Hàng 4L các bác nhá, 650.000 đồng cho mã số 14 này. 10 cặp lá. Có 10 cặp lá các bác nhá.
9 1 10 cặp lá các bác nhá, 10 cặp lá. 650.000 đồng cho mã số 14 ạ. 650.000 đồng cho mã số 13. Cái này bao nhiêu cặp lá đây nhỉ? 10 cặp. Cũng 10 cặp lá các bác nhá. Ôi trời ơi, đẹp chưa các bác ơi? Phê chưa? Trời lá rất là đẹp các bác nhá. 650.000 đồng cho mã số 13. Thanh đạm. 150. 150.000 đồng cho một chậu thanh đạm sữa các bác nhá. Xung xuê như thế này, thuần trên chậu nhựa. Đây là mã bao nhiêu đây? Mã không số. Thôi cứ gọi là mã không số đi, thanh đạm sữa đi. Vừa lấy cũng là mã không số gì rồi. Mã 00, các bác lên cho em mã 00 thanh đạm sữa nhá, 150.000 đồng. Mã 00 này. Đấy, thanh đạm sữa 150.000 đồng, mặt hoa đây các bác ngắm cho em mặt hoa khá là đẹp các bác nhá. Tiếp tục. Kiều trắng. Đây là một chậu kiều trắng này. Mã trên cũng. Một chậu kiều trắng này là mã số 29. Đây là mặt hoa của nó thì sắp tàn rồi các bác nhá. Chuẩn kiều trắng cho các bác rồi. 1.200.000 đồng cho mã số 29. Đấy, hoa lan kiều trắng này. Xum xuê luôn về các bác làm giống luôn, chia ra là nhiều nhiều giò luôn. Tam bảo sắc phân nhánh, một mẹ ba con. Một mẹ ba con tam bảo sắc phân nhánh 450.000 đồng cho mã số 26. Đấy. Ồ, phân nhánh hàng hiếm đấy các bác. Cái này vòi hoa các bác phải nhìn thấy đây. Hoa vòi hoa của một hoa trước rất là nhiều mà nó phân nhánh này các bác nhìn rõ không ạ? Đấy. Làm nào nó quay kiểu gì cho các bác nhìn nhỉ? Một mẹ và ba con các bác nhá. Nguyên bản nó mục. Vâng, đây là nguyên bản nhưng mà vừa bị mục cây nguyên bản nên là ghép vào khu gỗ này các bác nhá. 450.000 đồng cho mã số 26 ạ. Tiếp theo mà các bác đến một chậu đùi gà tròn này. Đùi gà tròn thân bằng óng luôn các bác nhá. 220.000 đồng. Ôi giời lắm thế. Mã số 15. 220.000 đồng cho mã số 15. Nó bị ướt nó hơi nặng. Tiếp theo là một chậu đùi gà to hơn 450.000 đồng cho mã số 17. Đấy. 450.000 đồng này cho mã số 17. Đùi gà đang lên mầm gốc nhiều các bác nhá. Gà đang đẻ con nhiều các bác nhìn này. Đấy. Đấy. Giò này ra hoa thì đẹp quá các bác ạ. Tứ phía luôn. 450.000 đồng cho mã số 17. Ủa, đẹp thế. 750.000 đồng cho mã số 18 này. 750.000 đồng bác ơi, các bác nào sân nhà rộng này, vườn rộng chơi hẳn cái giò này to đùng đẹp luôn. Nở hoa thì bao phê cho các bác luôn nhá. Mã số 18 có giá là 750.000 đồng. Quá đẹp. Ôi giời, giò đẹp thế. Thi đập vàng 600.000 đồng cho mã số 31 này. Thi đập vàng thuần rồi các bác nhá, đã thuần rồi, chuẩn bị cho hoa. Chuẩn bị cho hoa tất cả những thân dài đang thấp ngọn rồi các bạn, đang thấp ngọn chuẩn bị xuống lá các bác nhá. 600.000 đồng cho mã số 31. Mã số 30 450.000 đồng. Úi giời ơi, thân dài hơn mét, mét rưỡi, mét 2 các bác nhá. Thân dài miên man. 450.000 đồng cho mã số 30. Rồi cho các bác nhìn lại cái. Đây nhá, đang sưng nụ rồi các bác ơi, đang trắng nụ rồi đây. Quá nhiều thân hoa luôn các bác ạ. Đấy, 450.000 đồng cho mã số 30 các bác nhá. Tiếp theo mà các bác đến với một chậu đùi gà chớp này. Đấy, mặt hoa thì rất là đẹp. Các bác nào chưa mặt hoa có thể là kết nối Zalo gửi mặt hoa của đùi gà chớp để cho các bác ngắm nhá. Số điện thoại Zalo của em là 0836073218 ạ. Mã số 36 có giá là 700.000 đồng. Đấy. 700.000 đồng cho mã số 36. Tiếp. Mã số 35 có giá là 500.000 đồng thôi. Rồi, rẻ hơn này các bác. Vẫn là đùi gà chớp các bác nhá. 500.000 đồng cho mã số 35. Tiếp theo thì mời các bác đến một giỏ tươi chồn. Một giỏ tươi chồn 350.000 đồng cho mã số 22. Đấy. Toàn là những cây chồn tuyển thôi các bác. Toàn cây chồn tuyển thôi. Bác nào có cáo. Cáo rồi báo mà chưa có chồn này. Đấy, bộ dây ăn sâu các bác nhìn thì em thuần quá lâu rồi. 350 cho mã số 22. Đẹp thế. Đây này, giỏ chồn đẹp cũng đẹp hơn đấy các bác này. Hơn có 50.000 thôi, 400.000 đồng cho mã số 23. Hơn có 50.000 các bác thấy không? Toàn cây tròn tuyển thôi. Đấy. Đấy. Toàn cây tuyển thôi các bạn. 1 2 3 4 này 5 6 7 8 ô gần chục cây các bác. Mã số 23. 400.000 đồng. Mã số 25 450.000 đồng, dáng hương tam bảo sắc các bác nhá. Thuần trên một cái bảng giới như này đã rất là thuần rồi. Đấy, mã số 25, dáng hương tam bảo sắc.
Cái này anh toàn cây đẹp thôi các bác. Toàn cây đẹp hàng tuyển xếp đẹp. Rất là đều luôn. Đấy, 450.000 đồng cho mã số 25. Họng đen hay gì đây? Họng đen. Thằng nào anh biết em? Sơn Thủy Tiên họng đen các bác nhá. Mùa nắng thế nhỉ? 1.800.000 đồng cho mã số 24. Đấy, hàng này là hàng Sơn Thủy Tiên họng đen, hàng đột biến các bác nhá. Mã số 24 1.800.000 đồng. Quay cho các bác xem tứ phía luôn. Chuẩn mặt hoa cho các bác nhá. Tiếp tục. Cửu Bảo Tiên. Cửu Bảo Tiên. Chưa nghe lần này bao giờ. Cửu Bảo Tiên. Cửu Bảo Tiên. Hoa đỏ. Mặt hoa đỏ các bác nhá. Đây là hoa lan có tên là Cửu Bảo Tiên, em chỉ được biết mặt hoa. 350.000 đồng cho mã số 37. Này. Anh ơi, lấy cho em cái nào nhá. Đấy. Gà. 350.000 đồng cho mã số 37 các bác nhá. Cửu Bảo Tiên này có hai cây. Thân lá đẹp nhưng không biết là hoa có đẹp không. Hoa quá đẹp. Tiếp theo là một giỏ đùi gà tròn tứ phía. Đấy, mã số 16 có giá là 350.000 đồng. Đùi gà tròn Lai Châu các bác nhá. Nhìn này các bác nhìn xem, bà con ghép này, ghép tròn xung quanh tứ phía này. Thế này mà đến khi ra hoa là nở hoa xung quanh tứ phía luôn. Đấy, rất là rực rỡ các bác nhá. Các bác chơi ra lại đẹp mà giá rẻ này, có 350.000 đồng thôi cho mã số 16 nhá. Quế, quế lá nhân. À, các bác nào hỏi em quế này, quế lá nhân các bác nhá, đang có mấy nụ hai. Hai nụ. Hai nụ. Quế lá nhân đang có hai nụ mà các bác ngắm lá này. Đấy, bản lá nhân này các bác nhá. Cây con đang nhăn. Cây con cũng đang nhăn, một mẹ một con. Đang có hai nụ, mà cặp lá này cây mẹ này. 2.200.000 đồng cho mã số 39. 14 cặp lá. À, anh đếm nhanh thế. 2.200.000 đồng mã quế lá nhân này các bác nhá. Các bác lên xem là mã số 39 này. Đấy, các bác muốn xem lại em có thể quay lại Zalo, gửi Zalo cho bác ngắm kỹ hơn nhá. Một mẹ một con bên này đây. Cây con lá cũng đang nhăn rồi các bác nhá. Đang để con nữa. Đâu? Đấy. Không? Đang đăng thêm một con, nó đang đăng vừa mới nở các bác nhá. Đây. Tiếp theo nào, em mời các bác đến một giò đùi gà siêu khủng này nhá. Đây để quên này, các bác vẫn có thể nhìn thấy được. Một giò đùi gà siêu khủng này chia sẻ với các bác giá là bao nhiêu tiền đấy ạ? 4 triệu. 4 triệu. 4 triệu. 4 triệu cho mã số 20. Cao 1 mét. À, chiều cao của nó là 1 mét các bác nhá. 4 triệu cho mã số 20 này. Đấy, các bác nào mà có 3 mặt đẹp như thế. Đấy. Còn 1 mặt kém hơn. Tứ phía rất là đẹp nhá. 1 mặt hơi kém, còn 3 mặt đều như thế đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo đây là một kiểu vuông. Kiểu vuông rừng. Kiểu vuông rừng này. Trụ cao 1 mét 3. Ồ, thì này các bác có nhìn thấy không nhỉ? Một chậu kiểu vuông rất là siêu khủng các bác nhá. 2.500.000 đồng. Rẻ mà. Cao mã số 21. Cái này cao 1 mét 3 các bác nhá. Cao 1 mét 3. 2.500.000 đồng cho mã số 21 nhá, bốn xung quanh các bác nhá. À, 8 này, quế trắng các bác nhá, quế trắng tháng 8. À, được thuần ở trên bảng dớn như này có 3 cây các bác nhá, có 3 cây. Mã số A6 chia sẻ với các bác với giá là 180.000 đồng. Đấy, 180.000 đồng cho mã số A6 này. Tiếp theo vẫn là quế tháng 8 này, quế trắng tháng 8, 1 2 3 4 5 cây. Đấy, mã này có 5 cây này, 5 cây. À, mã số A7 có giá là 220.000 đồng. 220.000 đồng cho mã số A7 các bác nhá. 5 cây quế dễ đây. Đấy, bác nào chưa có quế tháng 8 thì chốt ủng hộ nhà em. Em lên mã tiếp theo là hoa lan Cửu Bảo Tiên, có 2 cây như này các bác nhá. Cửu Bảo Tiên mã số A3 có giá là 350.000 đồng. 350.000 đồng cho mã số A3. Vẫn là Cửu Bảo Tiên các bác nhá. Hai cây này đẹp chưa các bác? Đấy. Thân lá đẹp long lanh luôn, không lỗi tí nào các bác nhá. Cửu Bảo Tiên mã số A2 cũng chỉ có giá là 350.000 đồng. Cửu Bảo Tiên tiếp. Tiếp tục là hai cây Cửu Bảo Tiên thuần ở trên một cái chậu như này các bác nhá. Đấy. 450.000 đồng cho mã số A20. Đang qua chậu tiếp theo là một chậu kiều vuông này. Kiều vuông hàng bản lá mít này, được thuần ở trên một chậu sứ như này các bác nhá. Đấy, kiểu vuông lá mít rất là thuần rồi. Bao nhiêu tiền đây? 220.000 đồng cho mã số A1. Mã số A1 chia sẻ với các bác có giá là 220.000 đồng thôi. Đấy, rất là rẻ thôi, để các bác sưu tầm ủng hộ nhà em này. 220.000 đồng cho một cái chậu kiểu vuông hàng lá mít nhá. Nó có hai bàn lá bị cháy nắng một tí, không việc gì các bác nhá. Em qua mã tiếp theo là một cái giò 4L. Nhạn 4L này. À, bản lá mít các bác nhá. Mã số A4 chia sẻ với các bác là 650.000 đồng. Đấy, rất là đẹp luôn các bác này. Các bác chơi thân lá thì quá là đẹp luôn này. 650.000 đồng cho mã số A4 ạ. 10 cặp lá.
Cái này có 10 cặp lá các bác nhá. Tiếp theo là một đơn gì đây? Tam bảo sắc đúng không? Tam bảo sắc, dáng hương tam bảo sắc 150.000 đồng cho mã số A9 này. Đấy, mã số A9 các bác nhá, được thuần ở trên một cái chậu gỗ như thế này. Mã số A9 150.000 đồng. Tiếp theo là một giò tam bảo sắc cũng được thuần trên chậu gỗ các bác nhá, rất là thuần rồi, rêu phong phủ kín bên trong như thế này. Có 3 cây từ bé đến to như thế này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác. 150.000 đồng cho mã số A21 này, quá đẹp luôn. 150.000 đồng cho mã số A21, đẹp từ thân lá cây đến giá thể luôn các bác nhé. Giá thể gỗ đẹp luôn này. À, cái này phải dễ một tí này. Hôm qua mã tiếp theo là một giò kiều dẹt nhá, một giò kiều dẹt nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, được thuần ở trên mảng dớn này. 350.000 đồng cho mã số A8. Đấy, 350.000 đồng cho mã số A8 các bác nhá. Các bác nào đã có kiều trắng, kiều tím mà chưa kiều dẹt này, đấy, các bạn chốt hộ nhé mã này, 350.000 đồng cho mã số A8 nhé. Đấy, 2 giờ là xong, mình xong. Đây. Nữa, sau nữa. Đây. Rồi đấy, bây giờ chị. Tiếp theo là một chậu kiều dẹt tiếp các bác nhé. Kiều dẹt này, 350.000 đồng cho mã số A13. Mã số, đọc thành mã số thôi. 350.000 đồng cho mã số A13 các bác nhé. Kiều dẹt này, vẫn là kiều dẹt này. Đâu nhỉ? Đấy, đấy. Đây. Mã tiếp theo là một cái giò tam bảo sắc các bác nhá. 2 cây, 3 cây. 3 cây tam bảo sắc như thế này. 200.000 đồng thôi cho mã số A12. 200.000 đồng cho mã số A12, tam bảo sắc thuần trên chậu gỗ các bác nhá. Có 3 cây. Đấy, có nhìn chằm một cái bé và hai cây to như thế này. 200.000 đồng cho mã số A12. Anh cần hỗ trợ em mấy cái từ trong nhà làm gì? Tiếp theo là một giò hoa lan ý ngọc này, 150.000 đồng cho mã số A1 nhá. Ôi giò này thì huyền cước cũng hơi nặng chứ. Nó nặng lắm. 6 thân hoa cho một hoa tới các bác nhá. Thân dài đẹp có 150 thôi. Cho mã số A1. Kiều trắng. Em mời các bác để nó một giò kiều trắng nhá. Mời một bước. Kiều trắng này là 1 triệu cho mã số A5. Đấy. Mời một bước. Đang có 10 mầm gốc các bác nhá. Mầm gốc của đang lên rất là mạnh mẽ luôn. Đấy. Mã số A5 có giá là 1 triệu. 1 triệu đồng. Quế Hòa Bình đang 5 vòi hoa. Tiếp theo là một giò quế Hòa Bình đang có 5 vòi hoa các bác nhé. Một giò quế Hòa Bình, một mẹ một con. Lá to 5 cm. Mẹ mấy con cơ ạ, đang tí tí nó lên đấy kìa. Đâu, 1 tiền. 1.800.000 đồng cho mã số 33. Quế Hòa Bình các bác nhé. Bác nào thích quế thì có thể quay kỹ được các bác. 15 vòi hoa. 5 vòi hoa. À, 5 vòi hoa. 6 vòi hoa. Đang thêm đúng không? 6 vòi hoa các bác. Chợ vừa rồi 6 vòi hoa. Đây này, nó nặng nặng thì bê không bê lâu cho các bác xem thì em để cái giò vừa em còn bê lâu cho các bác ngắm. Tiếp tục là một giò tiếp tục là một giò quế các bác, cái đấy em quay rồi. Bản lá 5 sen. 1 triệu đồng. Bản lá 5 sen các bác nhá. Lá gốc của 5 sen. Vâng. Bản lá gốc là 5 sen, còn mình nó ngọn thì chưa đo các bác. 1 triệu đồng cho mã số đây là mã số C8, 1 triệu đồng. Em mời các bác đến với một giò lan đùi gà chớp này, 500.000 đồng cho mã số A17 này. Hoa lan đùi gà chớp các bác nhá. Một hoa siêu đẹp luôn. Vôi. Tiếp tục em mời các bác đến với một giò hoàng thảo vôi nhá. Hoàng thảo vôi. 250.000 đồng cho mã số A22, hoa lan hoàng thảo vôi. Đấy, 250.000 đồng cho mã số A22 các bác nhá. Đây là vôi Bắc này. Thuần trên một cái bảng dớn dài như này. Có kèm phân dê bên trên rồi. Tiếp theo là một giò trồn này, 550.000 đồng cho mã số A18. Đấy. Có 1 2 3 4 5. 5 cây khủng, 6 cây, 7 cây, tất cả 7 cây các bác nhá. 7 cây đuôi trồn 550.000 đồng cho mã số A18. Tắt nhiều phân trâu này. Tiếp theo mà các bác đến một chậu long tu đá ở Sinh Hồ Cao các bác nhá. Long tu đá này là 450.000 đồng cho mã số A23. Đấy. Long tu đá các bác nhau, mặt hoa màu tím đậm luôn, đặc sản Sìn Hồ trên em các bác nhá. 450.000 đồng cho mã số A23. Kiểu mỡ gà. Ồ, mỡ gà. Một giò kiểu mỡ gà cho các bác này. Phải mỡ gà không? Mỡ gà thân vuông. Vâng. 400.000 đồng cho mã số A27. Kiểu mỡ gà các bác nhá, 400.000 đồng này. Đấy, các bác sưu tầm nhâm dòng kiểu mỡ gà này, hoa đẹp lắm luôn các bác. Hoa rất là đẹp. 400.000 đồng mã số A27. Kiều phu.
một giò kiều, kiều vuông kiều vàng. Một giò kiều vàng các bác nhé, một giò kiều vàng 600.000 đồng mã số A25, kiều vàng to nhé các bác nhé, 600.000 đồng. Đấy, các bác nhìn cho mấy chục thuần hoa luôn, nở hoa rất là đẹp các bác nhé, 600.000 đồng mã số A25, 320.000 đồng cho mã số A26, vẫn là hoa lan kiều vàng. Đấy, toàn thân cao dài đẹp các bác nhé, xưng nụ không nhỉ, đúng không? Không phải nụ à? Xưng mới phải xưng nụ, qua mùa chứ nhỉ? Trong mà cháu vẫn đang nở đấy. 320.000 đồng cho mã số A26. Cháu lấy chưa? Mời các bác mời. Đấy, tôi nói nhiều chết giỏ. Tiếp theo mời các bác để lấy một giỏ cáo bác nhá. Cáo Lai Châu này, 450.000 đồng cho mã số A19 nhá. Các bác có 3 cây cáo như thế này. Đấy, trồn báo cáo Lai Châu này. Hoa của nó thì quá đẹp luôn, tím trắng các bác nhá. Mã số A19 này, 450.000 đồng. Các bác có 3 cây cáo rất là đẹp như thế này, không có bị lỗi lá gì cả. Các bác nhìn cho vòi hoa này, hoa của cụ ấy, nó dài hơn cả lá luôn các bạn. 16 thân u lồi. Ôi giời, u lồi đặc sản rồi. Tiếp theo mà các bác đến bây giờ u lồi này, hàng thảo u lồi nhá. Đấy, treo khoản cho bác ngắm luôn. 800.000 đồng các mã số A24. Cái này có 16 thân, 16 khóm các bác nhá. 16 thân. Mã số A24 800.000 đồng. U lồi mà nhìn xa cứ như phi được vàng luôn. Dài như thế này các bác. Đấy, rất là khó để có thể thuần được một cái u lồi đẹp như này. Hoa của nó thì rất là đẹp, nó gọi là hoàng thảo ngũ tinh đấy các bác. Hoa u lồi mã số A24 có giá là 800.000 đồng. Nhìn thoáng qua tự chúc ngọc. Tiếp theo mời các bác đến bây giờ đùi gà nhá. Đùi gà này thì hơi còi còi, không được mập thân. À, đùi gà dẹt phải không? Tròn. Nhìn như đùi gà dẹt nhỉ. Đùi gà tròn A16 ạ. 400 hay 450 đây. 400 thôi các bạn, 400.000 đồng. 400.000 đồng cho mã số A16. Đùi gà tròn các bác nhá. Đây này, thân này mập hơn tí và vàng hơn này. Chợ giò này thân mập hơn vàng hơn này các bác này. Được thuần ở trên một cái chậu dớn như này. Đúng kiểu dân bản trên em. 300.000 đồng thôi cho mã số A15. Chậu này nó khỏe khoắn hơn đấy các bạn. Có 300.000 thôi mà thân vàng đẹp nhá các bác nhá. Mà các bác nhìn các bác biết luôn mà. 300.000 cho mã số A15. Hạc vĩ thiên cung. Mày các bác để đến một giỏ hạc vĩ thiên cung, su xê thân lá luôn. Hạc vĩ thiên cung này có giá là 300.000 đồng, A28 các bác nhá. Các bác lên đơn xem mã số A. Ôi giời, nhiều kỳ thế. Đằng sau đằng phía dưới đang lên rất nhiều kỳ rồi. Giờ rất là khỏe các bác nhá, thuần lâu rồi này. Đấy, rêu mọc đầy bên trên này các bạn. A28 có giá là 300.000 đồng. Một giò trồn các bác nhá, một giò trồn 450.000 đồng cho mã số A14 này. Được thuần ở trên bằng cái khúc lỗ lũa nhá. Gồm có phải đến mấy chục cây trồn các bạn, rất là nhiều luôn. 450.000 đồng cho mã số A14. Vâng. Mà các bác đến bây giờ tam bảo sắc này, 300.000 đồng cho mã số A11. Ôi dồi, lá xếp đẹp luôn các bác ạ. 1, 2, 3, 4, 5 cây, 6 cây, 5 cây như 1 cây sinh đôi thành 6 các bạn. 300.000 đồng mã số A11 này. Đấy, rất là đẹp luôn. Có 300.000 thôi các bác, A11 này. Còn trên một cái khúc dớn nhá. Tam bảo sắc xếp rụt không dớn. Xếp rụt xếp. Tiếp theo các bác đến bây giờ. Một mẹ hai con. Một mẹ hai con, tam bảo sắc lá xếp rụt bao tiền chú? 1.2. 1.200.000 đồng. Ôi dồi, đắp nhiều trâu quá. 1.200.000 đồng. Lá xếp đẹp các bác nha. Lá xếp tụt đẹp nha. Mã không số này. Có 3 cây. Thôi không quay đâu ông Dũng. Thế này coi chưa. Thôi. Tam bảo sắc xếp tụt đấy cũng kết thúc video của nhà em hôm nay các bác nhá. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và em rất mong sự ủng hộ các bác ạ. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video sau.